Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương Việt Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy huyện Tân Lạc năm 2024. Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Tân Lạc. Lực lượng cảnh sát hình sự nỗ lực vì sự bình yên cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Sự hội thi có đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thi. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các phòng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đến dự. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, trong thời gian qua, huyện Tân Lạc luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, chú trọng công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng chống cháy nổ, cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư, đặc biệt là các khu vực có nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề. Tham gia hội thi có 16 đội là tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội lần lượt trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành bao gồm các nội dung như tổ chức chữa cháy, kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy, sơ cấp cứu. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đội thi đã hoàn thành tốt phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, ứng phó, sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các đội. Vừa qua, đoàn công tác thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã về thẩm định tại huyện Tân Lạc. Tại buổi thẩm định, qua nghe báo cáo của địa phương và các điển hình báo cáo, đoàn đã đi kiểm tra thẩm định thực tế tại 5 mô hình, trong đó có 3 mô hình tập thể và 2 mô hình cá nhân, đó là mô hình tập thể là trường mầm non xã Phú Vinh với mô hình khu trải nghiệm kỳ diệu cho bé, trường tiểu học và trung học cơ sở Do Nhân xã Nhân Mỹ với mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường thông qua hoạt động trải nghiệm tại trường, trường mầm non Mãn Đức, thị trấn Mãn Đức với mô hình xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hiệu quả. Cá nhân có bà Quách Thị Thanh, trưởng xóm, người có uy tín xóm Bào, xã Thanh Hối, điển hình cho phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Đức Nam, xóm Cọi Vình, xã Ngọc Mỹ với mô hình thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Qua kiểm tra thẩm định thực tế tại 5 mô hình, đoàn thẩm định đánh giá cao các mô hình cá nhân, tập thể, điển hình của các địa phương. Các điển hình được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phong trào dân vận khéo. Nhìn chung, các điển hình tiên tiến đã mang lại giá trị cao về mặt kinh tế cũng như xã hội, tác động tốt tới cộng đồng dân cư, khuyến khích phong trào học tập, lao động sáng tạo và đặc biệt là việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong nhà trường. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế, đánh giá về tính lan tỏa của các mô hình, hiệu quả và khả năng nhân rộng làm cơ sở để Ban thi đua khen thưởng tham mưu trình Hội đồng thi đua khen thưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, để giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Tân Lạc đã vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách, đồng thời tích cực vận động xây dựng các nguồn quỹ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu có mô hình trao bỏ sống tạo sinh kế được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Gia đình chị Bùi Thị Lê, hội viên phụ nữ xóm Bu Biện, xã Ngọc Mỹ, là một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã. Chồng thường xuyên ốm đau, bệnh tật, không làm được việc nặng. Một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ ăn học. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao tặng cho gia đình chị một con bò giống sinh sản trị giá 8 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Được con bò này tôi rất cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bò này phát triển. Ngoài được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ cho hội viên một con bò giống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Mỹ đã vận động hội viên đóng góp xây dựng mô hình cho bò giống tạo sinh kế với mức đóng ít nhất từ 5.000 đồng trên người trên năm. Qua 3 năm triển khai, hội đã hỗ trợ được 3 con bò giống cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ được nhận bò giống đã chăm sóc và phát triển tốt, giúp cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động cho chị em hộ gia đình được nhận nuôi bò, chăm sóc bò này cho tốt này, tiêm phòng đầy đủ và vệ sinh chuồng trại, đảm bảo công tác cho bò phát triển tốt. Tiếp tục tuyên truyền vận động chị em làm sao để đóng góp để xây dựng cái quỹ này nhân rộng và được hiệu quả hơn. Còn đây là gia đình chị Bùi Thị Tì ở xóm Đồi Bưng, xã Đông Lai, là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Năm 2021, chồng chị phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời, để lại vợ trẻ và 2 đứa con thơ. Thiếu trụ cột trong gia đình, một mình chị phải bươn chải nuôi 2 con ăn học vô cùng vất vả. Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của chị, cuối năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã trao tặng gia đình một con bò cái giống sinh sản. Đến nay bò mẹ đã sinh sản được một con bê gần 3 tháng tuổi. Muốn mua cái con bò nhưng gia đình khó khăn thì cũng không đủ điều kiện ấy, nhờ Liên hiệp Phụ nữ ở trên xã ấy, trên huyện ấy, bây giờ thì gia đình cũng tạm ổn dần. Mô hình cho bò giống tạo sinh kế là mô hình mới, sáng tạo, đổi mới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Với nguồn kinh phí vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia đóng góp với mức đóng ít nhất từ 5.000 đồng trên người trên năm trở lên. Cán bộ hội đóng góp ít nhất 50.000 đồng trên người trên năm trở lên. Để mô hình thực sự hiệu quả, nhân văn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, trong đó quy định các chi hội bình xét hộ được trao bò phù hợp tiêu chí đề ra. Các hộ gia đình hội viên phụ nữ được nhận bò giống có trách nhiệm nuôi, chăm sóc bò phát triển tốt và khi bò đẻ lứa đầu tiên, nếu là bê cái, sau khi nuôi được 8 tháng tuổi thì chuyển giao con bê cái này cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc để cấp cho hội phụ nữ khác nuôi. Trong trường hợp là bê đực, hộ gia đình giao con bê đó cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc để đem bán, dùng tiền mua bê cái cấp cho hộ nghèo khác. Sau khi giao lứa bê con đầu tiên, hộ gia đình hoàn toàn được sở hữu bò giống mẹ đang nuôi. Sau 3 năm triển khai, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã hỗ trợ được 23 con bò giống cho 23 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, tạo sinh kế cho phụ nữ có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2021 đến nay đã có 18 chị em hội viên được trao bò giống với số tiền là 159 triệu đồng. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ quỹ để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình trao bò giống tạo sinh kế đã mang lại sự sẻ chia, tiếp sức cho phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Mà qua mô hình này còn mang lại tính nhân văn sâu sắc, lá lành đùm lá rách. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc sẽ tập trung kết nối, huy động nguồn lực, đồng hành cùng các cấp hội nhằm thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ hội viên nghèo, hộ cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Lực lượng cảnh sát hình sự nỗ lực vì sự bình yên của cuộc sống. Là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội. Thời gian qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, gọi tắt là đội cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Lạc đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tân Lạc là huyện miền núi, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, có quốc lộ 6 và quốc lộ 12B chạy qua. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Lạc với những cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, luôn bám chắc địa bàn, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy,
và lãnh đạo công an huyện triển khai các biện pháp quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các dịp lễ Tết, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến và địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, điều tra xử lý. Bên cạnh đó, đội cảnh sát hình sự công an huyện đã thường xuyên chủ động phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, công an các huyện, thành phố và công an các xã thị trấn trên địa bàn, tăng cường các biện pháp nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng hoạt động liên tuyến, liên huyện, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự, cờ bạc, không để tồn tại, hình thành các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, điểm nóng, đặc biệt không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đội cảnh sát hình sự thường xuyên phối hợp với công an thị trấn Mạn Đức làm tốt công tác quản lý các đối tượng trong diện nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về các thủ đoạn lợi dụng về không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời cũng làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm như là trộm cắp tài sản, cờ bạc, mua bán số lô số đề, được người dân trên địa bàn tin tưởng. Thấy an ninh ở trên địa bàn huyện Tân Lạc rất là an toàn cho bà con kinh doanh như bà Mạc Nguyễn Thi tôi. Tôi rất là tin tưởng các đồng chí công an trên địa bàn huyện Tân Lạc. Sự yên tâm, tin tưởng của mỗi người dân là thành công của lực lượng công an, trong đó có lực lượng cảnh sát hình sự. Trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về trật tự xã hội, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an huyện Tân Lạc luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, sắc bén, cương quyết, khôn khéo. Đơn vị đã bóc gỡ nhiều nhóm tội phạm phức tạp, đưa nhiều đối tượng cộm cán ra trước vảnh móng ngựa. Cùng với đó, công tác phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, nhất là công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực, thực hiện các chuyên đề và công tác nghiệp vụ cơ bản. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm luôn được chú trọng, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đã triển khai thực hiện các đợt tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, bảo vệ các sự kiện quan trọng của huyện, có nhiều giải pháp phòng ngừa là xử lý các loại tội phạm nổi lên, không để bị động bất ngờ, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với những thành tích đạt được, lực lượng cảnh sát hình sự ở công an huyện đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, của Ủy ban nhân dân tỉnh, công an tỉnh và của Ủy ban nhân dân huyện. Dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm vi phạm pháp luật về hình sự sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đan xen giữa nhiều lĩnh vực, đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội không ít những khó khăn, thách thức. Đội cảnh sát hình sự đã chủ động đưa ra các biện pháp triển khai thực hiện cụ thể nhằm bảo đảm giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp với các xã thị trấn kịp thời nắm bắt tình hình, nắm bắt mọi diễn biến di biến động của những cái đối tượng có điều kiện khả năng về phạm tội đối với lĩnh vực hình sự đấy, để chúng tôi quản lý chặt chẽ những đối tượng điều kiện khả năng, cũng như là dự báo những cái tình hình thủ đoạn phạm tội mới để kịp thời ứng phó, cũng như là có những cái biện pháp tuyên truyền phù hợp đối với bà con nhân dân trên địa bàn huyện, làm sao mà nâng cao được nhận thức của bà con trong cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, tập trung là cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cũng như là các đơn vị có liên quan, các đơn vị huyện bạn để hình thành cái mạng lưới để phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trong thời gian tới, để làm sao kiềm chế cũng như làm giảm cái tội phạm trong cái năm 2024. Bằng bản lĩnh nghề nghiệp, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, những chiến sĩ cảnh sát hình sự công an huyện Tân Lạc luôn luôn vững vàng, hăng hái, chủ động vượt qua khó khăn, nguy hiểm, thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.